Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và ngày hôm nay trong số rất là nhiều các mẫu xe có mặt tại Car Center thì em xin phép được giới thiệu đến quý anh chị và các bạn về từng chiếc Santa Fe hiện đang có mặt tại cửa hàng em quý anh chị và các bạn nhé. Bên em đang về rất là nhiều Santa Fe và chúng ta cùng lên tầng 2 để xem nào. Và đây, trên tầng 2 đây. Bên chúng em còn 3 chiếc Santa Fe quý anh chị và các bạn nhé. 3 chiếc Santa Fe cực kỳ lướt và đẹp. Thì đầu tiên chúng ta có 2 chiếc cơ bản phun dầu màu trắng và đen, đều sản xuất 2019. Đăng ký cũng rất là gần nhau, biển cũng rất là ok, không hề xấu, trắng hoặc đen. Chiếc màu trắng thì lăn bánh được hơn 4 vạn km một chút, còn chiếc màu đen thì lăn bánh được 38.000 km. Đều sản xuất 2019, biển Hà Nội một chủ từ đầu, đều một chủ quý anh chị và các bạn nhé. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai chiếc xe này là bộ vành và bộ lốp. Chiếc màu trắng thì đã lên vành và lên lốp Michelin, còn giữ nguyên vành cũ và lốp cũ quý anh chị và các bạn nhé, chúng ta có thể đổi được. 2019 bản phun dầu, ăn uống cực kỳ là tiết kiệm luôn. Bản phun đi thì khoảng phải bàn, không biết là đây mở được. Nội thất nha, tương tự nhau, còn rất là mới. Cửa sổ trời toàn cảnh vô lăng này. Bảo dưỡng full lịch sử ha quý anh chị và các bạn nhé, cả hai chiếc. Rất là mới. Bảo dưỡng hãng, còn có thể ưu đãi VIP từ Hyundai. Còn bên này là một chiếc máy xăng sản xuất 2021, đầu 2021. Lăn bánh 3 vạn km, biển số cũng rất là đẹp, 30G86890. Bản phun xăng, phun xăng 2021, phun dầu 2020. Đây, về phần nội thất thì gần như là tương tự như nhau, chúng ta chỉ có quan trọng là thích xăng hay là thích dầu và thích màu nào, biển nào thôi quý anh chị và các bạn nhé. 3 chiếc Hyundai Santa Fe, xăng 2021, dầu 2019, 2 chiếc đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng, cam kết bằng văn bản hợp đồng về chất lượng xe, bảo hành cho quý anh chị về chất lượng xe bán ra cũng như là bao chiếc hãng trên toàn quốc. Nên quý anh chị và các bạn khi mua xe tại Car Center thì luôn luôn là yên tâm quý anh chị và các bạn nhé. Và nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến chiếc xe nào thì hãy để lại bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp đến điện thoại ở trên video quý anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị cũng như là mọi người đang xem video ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.